tiếp nối những chữ ngày rắc rối khi cùng chung một mái ấm mà ba thế hệ chấp nối. Thủ lĩnh là ông nội, coi chồng hủ tục, kế đến là chú, vừa nhìn đã đủ gục. Con trai cả thì chuẩn men, con trai út thì trái ngược. Hai nàng dâu không hòa thuận cho nên khó mà hợp được, nên trong nhà được cưng nhất luôn là cháu đức công, vì cô chị rất trầm tính lại còn ít hoạt ngôn. Sống trong gia đình nhiều lúc không dung hòa, thành ra nhiều câu chuyện trong nhà xảy ra. Mai buổi hẹn hò đầu tiên rồi mặc gì đây trời. Nhà toàn áo thun với quần dài không. Thiên Thanh nữa, đồ đạc suốt ngày dục trên giường không. Cái đầm này đẹp nè. Hành động gì đó. Đâu có gì đâu. Nè, không xếp đồ lại đàng hoàng em. Đưa đây cái đầm trắng của em. Thôi thôi mà. Cậu lên. Đừng. Đưa đây. Mà ôi. Ôi, em cho chị mượn đi. Không. Sao phải cho chị mượn? Không phải, tại vì chị có tiền á, mà chị không có cái đầm nào đẹp hết trơn á. Em nói thiệt nha, nhà này mà nói đầm đẹp là phòng của chị không á. Đồ chị cũ hết rồi. Nha, cho chị mượn, chị mặc một buổi cái chị trả mà. Không, một buổi gì hết á. Đầm này em mới mua, không có cho ai mượn hết á. Thôi được rồi, vậy cho chị thuê được không? Một buổi. Một buổi? Ừ. 150. Chị mắc vậy? Ở ngoài em cho 200. Em bớt cho chị 50 rồi, chị còn trả giá với em không? Không giảm được hả? Giờ muốn thuê không thuê thôi. Rồi, được. Chị thuê. Giữ cho em đó, giữ kỹ cho em đó. À, ê, Thiên Thanh, vậy trang điểm giùm chị luôn được không? Ủa, trang điểm nữa hả? 50 nữa 200. Em cứ tính toán với người nhà vậy Thiên Thanh. Đồ trang điểm, em hỏi chị có phải mua không? Cũng đúng. Vậy nha, 200 nha. Ờ, à. Vậy giờ làm thử cho chị nha. Để làm luôn đúng không? Làm đẹp đẹp nha. Bao đẹp, yên tâm. Trời ơi, xui ghê luôn á. Tự nhiên cái quần bị ướt. Bây giờ đi mượn quần của thằng Bảo bận. Tao nó chật nứt. Ây da. Đáng vậy. Ây da. Trời ơi, nó chật dễ sợ luôn á. Còn đồ nữa. Buổi hẹn hò đầu tiên phải bận sao cho nó ấn tượng mới được. Ôi, xanh lè xanh lét. Mập. Trời ơi, mấy cái nàng cũ mà bận hoài, thấy thế nào cũng chê cho coi. Giờ bận đồ gì bây giờ trời. Ây da. Trời ơi. Tóc tai được chưa ta? Cũng chuẩn men này, sói ca này nọ rồi chứ bộ. Nhìn chắc cũng được chứ đâu đến nỗi tệ đó ta. Bảo ơi, Bảo à, Gia Bảo. Kiếm Bảo hả, nó đi rồi. Ủa, ai giọng quen? Ai em nhìn chú Tú không? Trời, chú trai. Trời, bữa nay chú chuẩn bị đi đâu mà chú dọn đồ bé ngót như lưỡi lam. Đi đâu vậy? Chú đi làm. Thôi, có ghệ đâu phải không, có người yêu phải không? Có vậy đâu có. Thôi chú xạo hoài. Ăn gì cái kiểu này là đi gặp người yêu nè. Con nói thiệt với chú Tú nha, con ước gì cũng có được chàng rể giống như chú. Sao vậy? Ước mơ vậy đó, vừa đẹp trai nè, vừa đạo diễn tài ba nè ha. Con sẽ cho Bạch Dương đóng cho chính hoài luôn. Mà đạo diễn tài ba kiểu này á, con sẽ làm giám đốc sản xuất. Mà lỡ
con làm phim sao phá sản sao? Phá sản được tài ba như chú, một nhà giám đốc sản xuất như con thì làm sao phá sản được. Nhưng mà góp ý nha, bây giờ bữa nay đi ra ngoài nói gì nói nhưng mà cái tóc này không hợp đâu, con chỉnh cho. Nhưng mà chú nghĩ là mấy cái tóc tai thẩm mỹ này không phải chuyên môn của con đâu. Mặt của chú giống y dắt phải không? Con trẻ nó tóc đang trượt. Bạn sẽ giống gì? Y dắt. Y dắt với anh mà nổi tiếng bây giờ đó. Ê, nhưng mà cái này tóc của chú thôi được rồi. Đừng. Không muốn mà. Trời ơi. Ủa mặc đồ gì kì vậy? Trời ơi đạo diễn tài ba mặc đồ kì vậy? Không đang lựa đồ. Ăn lựa hả? Đâu đâu đây con lựa cho. Trời ơi con dữ dằn à. Ôi ba đồ này không có chất gì trơn hết trời. Ê ê cái này nè, cái này đưa ra cái màu này thôi lọt vô mắt con nè. Gì vậy? Áo này được nè. Ổn chưa vậy? Ơi. Vừa lòng chưa? Ủa gì kỳ vậy? Điện chỉnh đầu người ta rồi kêu bận đồ này nọ xong rồi chạy nó mất tiêu đi trời. Trời ba cái đồ này bận vô thiệt á. Làm giảm bớt cái hình ảnh chất lượng của người ta. Tóc ta không biết sao nữa thiệt cái đồ. Trời gì vậy? Trời sao đầu tôi gì nè? Bữa nay em đẹp quá. À, anh thấy vậy hả? Cảm ơn anh nha. Nhìn em như công chúa vậy đó. Dễ thương lắm. Tự nhiên anh thấy ngại quá. Đáng lý bữa nay là buổi hẹn hò đặc biệt. Anh phải bận đồ như bạch mã hoàng tử mới xứng với em. Mà không ngờ anh bận như bạch mã ôn. Không nói vậy không mà anh thấy đẹp rồi. Mà đồ nhìn thấy quen quen ha. Nhìn giống thấy giống thằng Bảo em mặc đó. Đâu có đâu. Nhiều khi là trùng hợp thôi, mua trùng hợp thôi. Chứ là anh cố ý bận vậy tại vì thằng Bảo á, nó anh thấy nó có vẻ nó đang nghi ngờ trong mình á. Anh bận như vậy để đánh lạc hướng. Đúng rồi. Mà công nhận anh chọn chỗ hay ha. Thoáng mát ghê. Ừ thoáng thiệt. Thoáng lắm. Chắc là anh toilet một xíu. Nghe liền. Chị nói chị đi tiệc cho bạn. Chị chờ bạn. Chứ không phải đi tiệc hả? Chị chờ bạn xong chị đi tiệc nè. Ủa em đi đâu vậy? Em đi học nhóm. Mà giờ chưa bạn em cũng chưa tới luôn. Vậy em ngồi đây chơi với chị nha. Ủa mà bạn chị chưa tới sao nước? Chưa chắc, tao quên dọn. Ủa, anh ơi, có gì trên đầu em kìa. Khoan từ từ đừng có đụng. Trời ơi, nó vừa mới đâu đây nè. Con gì vậy? Trời ơi, chị kiếm con. Đầu em làm gì có con gì? Trời ơi, hình như trí kìa đó anh ơi. Đầu em làm gì cắt giấy? Có. Khoan từ từ nha. Từ. Trời ơi. Nè, chị bắt được rồi nè. Thôi, để chị đi dục nó nha. Cái gì trí mà cũng phải đi dục hả? Ừ, trời ơi, về nhà gọi đầu với anh. Cái bà này, bà bị gì vậy trời? Đầu của mình làm tóc. Dạ chị ơi, làm ơn tính tiền nước giùm em ạ. Tại sao tôi phải tính tiền? Tại vì chị là hai bạn của hai người đó nên là hai người đó đi giờ không có ai tính tiền. Có hai người lận hả? Dạ. Người nam hay nữ? Dạ một người con trai rất là đẹp trai chị. Rất là đẹp trai. Không lẽ bà có bồ ta? Làm cái gì lâu dữ vậy trời? Anh đợi em lâu không? Trời ơi, em mà ra trễ xíu thôi á, anh bứt chuỗi cái cây luôn đó. Đợi có một lần cũng phàn nàn. Nói giỡn chứ, đợi em cả đời cũng được mà. Nhớ nha. Ừ. Sao dạo này anh đi làm về trễ vậy? Xin lỗi em,
Tại vì hôm nay á, anh quay về trễ. Còn một phân đoạn nữa mà bắt anh chờ quá trời chờ luôn. Ta kỹ hả? Ừ. Trời. Thôi mà, xin lỗi nha. Mai đi tập thể dục buổi sáng, bù nha. Nhưng mà buổi sáng dễ bị phát hiện lắm á. Em yên tâm đi. Nhà này á, có truyền thống là không bao giờ tập thể dục buổi sáng mà. Lười kinh niên luôn á. Tự nhiên nói nhẹ em vậy. Nhưng mà anh phải nhớ dậy đúng giờ nha. Ok. Nhỏ thôi. Ok. Em thấy chưa? Anh nói đúng rồi phải không? Đi cái giờ này á, chỉ có trời biết, Đức biết, tụi mình biết thôi. Chứ không có ai biết đâu. Rồi, anh nói gì cũng đúng hết đó, chịu chưa? Thôi, mình đi ha. Ok. Vì một tương lai có bồ đẹp, vì một tương lai gái bù gái theo. Ủa, sao ông chú với lại chị mình mà ta hôm nay thân thiết quá vậy? Chắc chắn là không có nhìn nhầm luôn á. Dù có hơi buồn ngủ nhưng mà chắc chắn là không nhầm mà. Mệt quá, nghỉ mệt xíu nha. Vô nhà nghỉ cho khỏe anh. À nè, thôi đi. Sao vậy? Anh nghĩ là không cần vô nhà đâu. Ở bên cạnh em như vậy á, anh mới hết mệt được. Còn vô nhà á, là mỗi người một nơi, anh thấy mệt lắm. Anh thấy vậy quá, dẻo miệng lắm nha. Anh nói thiệt mà. Ê, dính cái gì nè? Ê, đừng có làm vậy. Ừ? Mọi người trong nhà thấy đi rồi. Anh quên. Thôi mình vô ha. Ừ. Ê nhưng mà đừng có vô chung. Nhỏ mà ai thấy là nghi ngờ chết luôn á. À, vậy em vô trước đi. Ok, để em vô nha. Cháu mà ta không lẽ yêu nhau? Ủa, nay không đi học hả? Nay con bị sốc quá cho nên con không đi học được. Có chuyện gì làm con sốc? Cha. Cha cái gì? Uống nước mà cũng cập nữa ha. Em nói gì vậy Bảo? Sáng sớm nhìn mặt ông chú là đã thấy hết muốn ăn. Trời ơi, chắc mặt con dễ ưa quá à. Thì ghê. Ui, làm kiểu dễ thương đó ha. Trời, không hề thấy dễ thương tí nào luôn á. Em bớt bớt giùm chị. Còn con cái gì nữa? Mặt con cũng thấy ghê lắm luôn á. Con hỏi thiệt, bộ hòa hợp lại với... Hả? Nghĩ tào lao gì vậy? Trời, gái ngứa gì dữ dằn ha. Rồi á, sau này á, bị ế cái ở nhà bám ba bám mẹ này nọ làm khổ ba mẹ ha. Ủa, bộ con ế ăn hết của nhà ông chú hả? Trời, của ba mẹ mấy người cũng dính tới của tôi vậy. Lên phòng đi ngủ à. Báo cho người ta biết người ta lên hay chi. Thường đâu, mặt khó ưa còn vô duyên nữa. Trời, không tin luôn á trời. Gì? Sáng nay mấy giờ chị dậy vậy? Mới ngủ dậy rồi mới xuống đây nè. Sao mà có mồ hôi rồi các thứ giống như... Đâu có giống mới ngủ dậy đâu. Thì mồ hôi đổ ra là nãy giờ ngồi căng cổ lên chửi chửi với ông chú nè. Nhưng mà em hỏi thiệt nè, chị hết ghét ông chú rồi hả? Hết ghét là sao em? Cái sự nổi căm ghét của chị dành cho ông chú là không bao giờ chấm dứt đó nha. Nha, mỗi lần mà chị nhìn thấy mặt ổng là chị muốn... Sao em nghi hai người này quá ta?
Chị không nói nhiều với em nữa, chị lên lầu. Hai người này có vấn đề. Hai. Trời ơi, tối rồi làm gì ngồi đây mình vậy Bảo? Sit down please. Em có chuyện muốn nói với chị nè. Nói đi. Chị mới đi đâu về vậy? Chị đi dạy về. Đi dạy gì 11 giờ đêm mới về? Thì chị đi ăn với đồng nghiệp. Em hỏi gì kỳ quá. Chị dạy gì cho đồng nghiệp hả? Hả, đồng nghiệp của chị là ông chú hả? Gì vậy? Em nói chuyện gì kỳ vậy Bảo? Chị đừng có giấu em nữa. Em biết hết rồi. Hai người ha. Tính làm cái gì đây? Có gì đâu với nhau. Có gì đâu hả? Chính mắt em nhìn thấy chị đi tập thể dục với ông chú. Yêu đương nhau nữa. Không phải. Chị nói thiệt đi. Chuyện này không có đơn giản đâu chị hai. Em nói nhỏ thôi. Nhỏ làm sao mà được? Cái chuyện này lớn lắm. Chị có biết là phanh phui ra là cái gia đình là tiêu tan luôn không? Thực ra ông chú là anh Gấu, là ân nhân cứu gia đình mình á. Chị nói gì vậy chị hai? Ông chú rồi ông Gấu gì mà ân nhân gì? Chị bị bỏ bùa rồi hả? Bùa gì ở đây? Nè, để chị giải thích cho nghe. Nghe cho kỹ nha. Mà sao chị biết chỗ này? Chị đã thấy được cái hình hồi nhỏ của ông chú mình rồi. Sao? Kinh khủng quá chị ơi, giống như là từ nhỏ đến giờ giống như em bị lừa vậy đó. Trời ơi. Từ Bảo. Bảo nghe chị nè. Em làm ơn giữ bí mật này giùm chị nha. Đừng có nói với ai hết nha. Gia đình mà biết hả là tẩy hoài ra rồi. Ông nội mà biết là ổng nổi giận một trận cho xem. Thì đó, thôi chắc em thiệt luôn, em không nói ai đâu. Cái chuyện mà nói ra là chết luôn á. Chị cảm ơn em. Hay là em kể cho ba mẹ nghe nha, để ba mẹ tìm cách giải quyết. Không được. Đúng rồi ha, trong gia đình mình là không có kể được. Không kể được á. Hay là em kể tổ trưởng tổ dân phố mình. Em không thể nói cho ai biết hết. Trời ơi, chị em tưởng tượng mỗi đêm sao em ngủ được. Vì trong đầu em có một mình em là biết cái kinh khủng này á, chị hiểu không? Em nghĩ em như vậy chuyện như thế nào? Ôi, thôi em thấy vợ không mấy chia tay đi. Đâu phải nói chia tay được đâu. Bà chị tôi ghê quá. Mà em thấy ổng cũng được. Ổng cũng dạng đẹp trai ra lăng á. Chị cũng nghĩ vậy. Em chịu, chịu bí mật này. Coi lại. Em hứa em sẽ không nói. Chị hứa chị sẽ không nói. Trừ khi có người hỏi. Ngủ đi. Không nói luôn. Thôi, gặp chú xong chào con. Chào cái gì nữa? Yêu đương đồ ha. Nói chuyện gì yêu đương cái gì? Còn tính giấu tới chừng nào nữa? Ừ? Chị hai tôi đã nói cho tôi biết hết rồi. Bộ Bạch Dương nói hết tất cả mọi chuyện rồi hả? Chứ gì nữa? Anh Gấu đồ ha. Anh xin lỗi. Anh không có ý giấu tất cả mọi người đâu. Tại vì... Em không cần anh xin lỗi. Nhưng mà tại vì bây giờ em đang nắm giữ một cái bí mật nó kinh khủng quá. Bây giờ em bị ngứa miệng á. Hai cái mép miệng em nó muốn tét ra tới cái lỗ tai luôn. Chết chưa, nguy hiểm quá vậy. Bây giờ vậy là nguy hiểm. Bây giờ em cần một cái gì đó để em thồn vô họng em. Một cái gì đó nó ngọt ngọt mà nó dạng như là đường đen đồ đó. Đường đen. Trà sữa đường đen, bánh kem đường phèn. Bao ngọt bao mát luôn. Đâu? Trà. Ước đi ước đi. Không cần đâu. Cái bí mật này lớn lắm. Không thể nào mình ăn một hai ngày được. Anh hiểu chứ? Nhưng mà cái này sao mở ra đây? Mở ra cho em. Để anh, để anh. Em muốn cái này trước nha. Để anh làm, để anh làm. Không cần, mở cái bánh ra cho em. Để. Cạp cạp, dịch, cạp cạp. Ngứa cái miệng quá nè, muốn tép cái mép miệng lên. Đây nè, đó, khâu lại mép miệng ha. Ngon quá. Thêm cái này nữa là xuất sắc luôn. Cô chừng khứa vô mép miệng á. Ngon quá. Miếng đi nha, năm năm.
ăn cái bánh gì mà kỳ cục, mở cái này á. Nó cứng quá rồi nè. Ăn đỡ miếng sô-cô-la cũng được. Anh làm cái gì cũng được, miễn là em giữ im lặng giùm anh. Ok. Con. Ê, ba. Tao nói mấy cô mấy chú nghệ sĩ giờ chạy show quá ẻ con ơi. Trong đó có ba, vậy nên quay sáng đêm nên giờ ba hùa. Bye ba. Ba. Máy chạy rồi, diễn viên chuẩn bị. Ngủ chưa, ngủ chưa? Phải phải ba. Ủa trời, ba đang ngủ. Ba ơi, con có chuyện muốn nói ba. Nói đi con, nói đi. Hồi nói là kỳ lắm ba. Cái gì kỳ? Cái gì khó nói phải không? Không mà, nói phải. Mà ba thấy ông chú làm sao? Thì ông chú hiền lành, ít nói, đẹp trai, tốt bụng. Ủa? Có điều chuyện gì quan trọng liên quan tới ông chú hay sao mà con hỏi vậy? Có chuyện này nghiêm trọng lắm ba ơi. Nghiêm trọng hả? Sao? Nói ba nghe liền. Mà hôm không nói đâu. Nữa. Ơi, ba là lúc nào bao dung với con hết, khi nào con thấy nói được thì nói cho ba nghe. Nãy con thấy ông nội đó không? Ông nội đánh dưới câu lạc bộ á. Rồi, ba đi hầu cầu ông nội liền. Ba hứa là ba hầu cậu nội sáng nay. Nhưng mà đuối gì thua vẫn phải hầu. Thì nội phạt chết á, ba đi nha. Ba. Ba. Chú ơi, chú ơi. Chú, ra ra, chú. Đừng, chú. Đừng, đang coi khúc gây cấn mày ơi. Con có chuyện này gây cấn hơn nữa nè. Cái thằng này thiệt tình ồn ào thế chuyện. Bô lại. Cái gì? Chuyện gì? Chuyện gì gây cấn? Con kể cho chú nghe, chú đừng kể nghe nha. Mày biết tính tao rồi, có bao giờ nhiều chuyện nó khùng khùng quá. Thật ra thôi không kể đâu, con sợ lắm. Tao biết mà, nhưng tao biết cái trong này, tao nói thẳng mày luôn. Trong cái nhà này nè, chuyện gì tao không biết, nó căng thẳng lắm. Sao chú biết? Thì tao biết cái chuyện căng thẳng. Chú tào lao quá à, vậy là chú xạo rồi. Ý con này nói cái chuyện căng lắm mà. Bây giờ con biết mà con không có dám nói ra. Tại con sợ ông nội mà phát hiện là chết con luôn á. Ông nội mà không có để cho ông nội biết được. Mày nên. Dạ. Mày không được nói nữa. Ba, cái gì căng thẳng vậy ba? Dạ ba, xin ba đừng giận cá chém thớt nữa. Con là thớt mà con rổ chân rồi nè. Rổ hả? Dạ. Bây giờ tao mới biết mà. Trời ơi, vậy là ông nội biết rồi đó. Như... Trời ơi, ông nội biết bí mật luôn hả? Ông nội con biết hết trơn hết trội rồi. Ủa, vụ gì vậy ba? Đang chơi vui xong rồi bỏ về đây luôn nè. Mày nín mày, ai cho mày nói? Mày không nói cái miệng mày không mọc râu được hả? Mày liệu hồn mày á. Vậy nội biết thiệt luôn hả nội? Bây giờ tao mới biết. Đúng mà. Lường gạt có hội đồng. Đúng. Chơi mà cặp bè cặp lũ. Bao nhiêu năm nay nội quýnh cờ, họ ăn gian. Mà không phải một người ăn gian, quý một bầy ăn gian. Nội thề nội không bao giờ giao du với cái đám lường gạt đó nữa. Mà tao cấm nha. Cái nhà này ha, mà mai mốt họ léo hánh tới, mà họ giả bộ họ tới họ làm quen lại với ba đó, cấm, không cho vô. Bước tới xịt chó cắn. Tung lên ba. Mày mở miệng mày nói bô lô ba la, tao đâm búa hột, tao trộn ớt, tao nhét ở trong miệng mày á nha mày. Gì vậy anh? Gì vậy anh hai? Ba đánh cờ bị người ta phối hợp lại chơi ăn gian. Chứ cặp bộ của mình anh ba hả? Trời ơi, đó, đó. Trời. Chứ bây giờ ba biết rồi đó. Cho nên là bây giờ là ba không chơi cái hội đó nữa. Bây giờ con nè, nội thì mê cờ. Bây giờ trách nhiệm của ba giao cho con là con phải tiếp cờ nội nữa nha. Mai mốt mà nội có bị gì mà nội buồn không có cờ là mày chết với ba nha. Nội biết hết rồi đó, mở gì. Biết hết rồi. Biết hết luôn rồi đó. Nhưng mà không phải cái vụ của con. Đó, chú mới biết giả bộ đánh lạc hướng. Cái vụ của con mới ghê nè. Bây giờ kể đi. Trời ơi, trời nó đau đứt quá. Thiệt, ghê quá không dám kể luôn á. Tao mày làm khơi vậy chứ. Nhiều chuyện của tao thiệt. Thằng Nội gì? Nội chơi đánh cờ với con được không? Bây giờ nội có tâm sự
nội không có hứng thú, cho nên nội không thích chơi đánh cờ, con xuống chơi với ba con ấy. Dạ thôi, ba con chơi dở lắm, chơi với ba chán lắm, nội nội chơi với con đi. Nội nói bữa nay nội không thích chơi ha, thôi con đi chỗ khác đi để cho nội yên ổn chút. Thôi mà nội, thôi bây giờ nội không chơi đánh cờ con rồi, nội nghe con kể chuyện không? Nội không thích nghe, nội muốn yên tĩnh, con đi xuống cho nội nghỉ ngơi đi. Cái này là nội nói nha, con nói rồi, cái bí mật này nó kinh khủng khiếp lắm, có thể phá gọi là tan đàn xẻ nghé cái gia đình này luôn. Nội bỗng nghe trong này thì có quy trách nhiệm cho con nha. Con nói với nội trước rồi đó, không chịu nghe á. Tự nhiên có thằng anh rể từ trên trời rơi xuống, nhưng cơ hội này chưa bị lộ, mình phải bào ổng hết công suất mới được. Anh rể ơi, giờ sắp tới anh rể có làm phim gì mới không? Cũng có. Có luôn hả? Có vai nào hợp với em không? Hợp á hả? Phải coi hợp như thế nào đã. Nhưng mà không sao đâu, phải là con ông cháu trai hay là người trong gia đình là mình chọn đâu. Phải coi coi nhân vật và tính cách á có giống em không. Không sao, không sao đâu, vô là em ép vô được cái vai đó mà, chỉ miễn là có cái vai là được rồi. Ừ, thôi để ráng ép nha nha. Anh rể càng ngày càng đẹp trai. Đừng có nói anh rể này nọ, nói sao người lớn nghe được, lộ bây giờ. Ha, sợ nói lớn bị lộ, quên. Ê ê, Thiểm nghe rồi nghe. Lộ cái gì, lộ cái gì? Nói chứ nghe coi. Lộ Ý, hãy nói nghe coi. Mấy cái nệm gói đồ nhà mình nè, để nó lộ lộ ra bàn ghế mình thiếp. Bụi quá ngoài đừng lộ này, nó văng vô dơ bàn này. Bụi nữa mà lộ nữa. Thiếm thấy sạch mè con? Đâu, bụi lắm, đây nè. Bụi lắm Thiếm ơi. Thế ơi, bữa nay mặt trời mọc hướng Tây rồi ngoài. Ừ, bảo dạo này ngoan thiệt ta. Mẹ thấy lạ không? Có gì đâu lạ mà, mày không dẹp thôi được, đừng nói xỉa vô mày. Chuyên gia luôn, suốt ngày kiếm chuyện của mày là đứa ở dơ nhất trong nhà này. Ê, không biết ai ở dơ không ai à. Mày ở đó mày nói tao, mày là chùm ở dơ mày còn nói tao nữa. Mà chú có công nhận con nó ở dơ nhất nhà không? Tự nhiên bữa nay ông chú lại binh nó, mẹ thấy không? Ủa, mẹ thấy con lâu lâu cũng dơ thiệt mà. Mày hiểu chưa, trong nhà này ông chú của tao là công bằng nhất, hiểu chưa? Mày á, tối ngày mày ăn ở dơ bường bừa bãi rồi còn kêu tao ở dơ, xong đổ tao đổ cho tao không đổ mà. Không đổ, không đổ gì, tao đổ mày nào? Cái chuyện không, hai đứa anh em trong gia đình phải ít yêu thương nhau, có cái chuyện gì đâu mà tự nhiên cãi lộn nhau vậy? Anh em muốn không được à? Trời ơi hai đứa có nghe gì mẹ nói không? Con nghe nhưng mà tại vì nó mày nói đi mày, tao tao mày đi muốn gì kiếm chuyện tao hả? Tao không kiếm chuyện với mày, nhưng mà mày kiếm chuyện với tao. Mày nói chừng nữa, tao đâu mày tao mày cho tao mẹ kiếm tao. Tôi sao con đánh em vậy? Tôi đánh gì? Chú gì? Trời ơi, chú vô can đi chú. Buông ra. Làm gì vậy? Hả? Cái nhà này biến thành cái võ đài hồi nào vậy? Nghỉ ngơi trên trảnh con không được. Chuyện gì mà tụi bay quýnh lợn? Nó hiếp con, nó chọc con. Quá trời quá đất rồi. Được rồi, nghe cho kỹ nè, hai đứa con sẽ bị phạt. Đón xem tập 49 sitcom gia đình showbiz vào lúc 21:55 thứ tư ngày 19 tháng 6 năm 2019. Lắm lúc đầu ghê nhiều tình huống.